Sách công vụ các sứ đồ Đoạn 20 Khi sự rối loạn đã yên, Phaolô mời các môn đồ đến để khích lệ họ, rồi chào từ giả mà lên đường đi Macedonia. Ông đi qua khắp các miền ấy, dùng nhiều lời khích lệ các tín hữu, rồi đến Hy Lạp và ở lại đó ba tháng. Khi sắp xuống thuyền đi Syri, Phaolô bị người Do Thái lập mưu hãm hại nên ông quyết định đi qua ngõ Macedonia mà trở về. Cùng đi với ông có Sobate, con Piru, quê ở Bere, Aritak và Secundu, quê ở Thessalonica, Gai Út, quê ở Đẹp Bờ, Tichyker và Trophim, quê ở Asia, và Timothe. Những người này đi trước và đợi chúng tôi tại Troas. Còn chúng tôi sau kỳ lễ bánh không men thì xuống thuyền rời thành Philip. Năm ngày sau, chúng tôi gặp họ ở Troas, rồi ở lại đó bảy ngày. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng tôi nhóm lại để bẻ bánh. Phaolô giảng luận cho các môn đồ vì phải lên đường ngày mai, nên ông cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. Có nhiều đèn trong phòng cao nơi chúng tôi đang nhóm lại. Một thanh niên tên Ơ Tích đang ngồi trên cửa sổ ngủ gục trong khi phao lô giảng rất dài vì ngủ quá say anh ta từ tầng lầu thứ ba té xuống khi người ta đỡ anh dậy thì thấy anh đã chết nhưng phao lô bước xuống nghiêng mình trên anh ôm lấy anh và nói đừng bối rối anh ta vẫn còn sống phao lô trở lên lầu bẻ bánh và ăn ông nói chuyện rất lâu cho đến sáng mới lên đường người ta đưa thanh niên ấy về nhà anh ấy vẫn còn sống nên mọi người đều được an ủi nhiều chúng tôi đi trước đáp thuyền đi a sốt là nơi chúng tôi sẽ đón phao lô vì ông định đi đường bộ nên mới sắp đặt như thế gặp nhau tại a sốt chúng tôi đón ông xuống thuyền và cùng nhau đi đến mityland rồi từ nơi đó chúng tôi đi đường biển và ngày hôm sau thì đến ngang đảo Chi Ô. Qua ngày kế tiếp, chúng tôi ghé vào Sa Mốt và đi một ngày nữa thì tới Milê, vì Phaolô đã quyết định chỉ đi ngang qua Epheso chứ không dừng lại để khỏi mất thì giờ tại Asia. Ông đi vội vã để nếu có thể thì có mặt ở Jerusalem vào ngày lễ ngũ tuần. Bây giờ, từ Milê, Lê, Phao-lô sai người đến Ephesos mời các trưởng lão trong hội thánh đến khi họ đến ông nói với họ anh em đều biết từ ngày đầu tiên đặt chân đến asia tôi đã luôn luôn cư xử với anh em như thế nào tôi phục vụ chúa một cách khiêm nhường với nhiều nước mắt và phải chịu nhiều thử thách do người do thái lập mưu hại tôi tôi rao truyền mọi điều lợi ích cho anh em chẳng giữ lại điều gì và dạy dỗ anh em nơi công chúng hay từ nhà này sang nhà kia. Tôi khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp về sự an năng đối với Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta. Kìa, nay tôi được Thánh Linh thúc giục đi đến Jerusalem, chẳng biết điều gì sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Ngoại trừ Đức Thánh Linh đã báo trước cho tôi rằng trong mỗi thành xiềng xích và hoạn nạn đang chờ đợi tôi. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý. Miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Giêsu để công bố tin lành về ân điển Đức Chúa Trời. Bây giờ, tôi biết rằng trong tất cả anh em mà tôi đã rao giảng về vương quốc Đức Chúa Trời, chẳng một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Do đó, hôm nay tôi xác quyết trước mặt anh em rằng tôi vô tội về máu của tất cả anh em. Vì tôi đã công bố toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời cho anh em, không giữ lại điều gì. Anh em hãy giữ chính mình và luôn cả bầy chiên mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn dắt hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Tôi biết rằng sau khi tôi ra đi, sẽ có muôn sói dữ tợn đột nhập vào trong anh em, chẳng tiếc bày đâu. Ngay từ giữa anh em, cũng sẽ dấy lên những người giảng những điều sai lạc để lôi cuốn các môn đồ theo họ. Vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong suốt ba năm, hằng đêm và ngày, tôi không ngừng đổ nước mắt mà khuyên dạy mọi người. Bây giờ, tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo ân điển của ngài là đạo có thể xây dựng và ban cơ nghiệp cho anh em cùng với tất cả những người được thánh hóa tôi chẳng ham bạc vàng hay là quần áo của ai hết chính anh em biết hai bàn tay này đã cung ứng các nhu cầu của tôi và các bạn đồng lao của tôi tôi đã từng chỉ dạy cho anh em trong mọi việc rằng chúng ta phải cần cù làm việc như thế để giúp đỡ những người đau yếu và nhớ lại lời chính Chúa là Đức Chúa Giêsu đã phán ban cho có phước hơn nhận lãnh. Nói những lời ấy xong, Phao-lô quỳ xuống và cầu nguyện với tất cả anh em. Mọi người đều khóc lóc và ôm lấy cổ Phao-lô mà hôn, họ đau buồn, nhất là khi nghe ông nói rằng họ sẽ chẳng còn thấy mặt ông nữa rồi họ tiễn ông xuống tàu. Chương 37 Joseph và các anh Jacob ở tại Canaan là xứ mà cha của ông đã tạm cư. Đây là câu chuyện về dòng dõi của Jacob. Bây giờ Joseph ở tuổi 17 thường đi chăn chiên với các anh mình. Cậu kết bạn với các con của Bila và Sinh Ba, hai vợ của cha mình và mách lại với cha những chuyện không hay của họ israel thương yêu joseph hơn bất cứ người con nào khác vì cậu là con muộn của mình nên may cho cậu một cái áo choàng dài tay nhiều màu sắc khi các anh thấy cha thương joseph hơn họ thì sinh lòng ganh ghét và không thể nói năng tử tế với cậu được giấc mộng của joseph một đêm kia Joseph nằm mộng và thuật lại cho các anh nghe nên họ càng thêm ganh ghét. Joseph nói, xin nghe em kể giấc mộng mà em đã thấy. Khi chúng ta đang bó lúa ngoài đồng thì bó lúa của em vươn dậy đứng thẳng lên. Còn những bó lúa của các anh đều tụ họp chung quanh và cúi dạp xuống trước bó lúa của em. Các anh bảo, vậy mày định cai trị chúng ta à? Mày sẽ thống trị chúng ta thật sao? họ càng ganh ghét Joseph hơn vì giấc mộng và những lời cậu nói. Một lần khác, Joseph lại nằm mộng và cũng thuật cho các anh. Cậu nói, em còn một giấc mộng nữa. Em thấy mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều cúi dạp xuống trước mặt em. Khi cậu thuật lại giấc mộng đó cho cha và các anh mình nghe, thì cha cậu của trách và nói, Giấc mộng con thấy đó có nghĩa gì vậy? Có phải là cả cha mẹ và các anh con đều phải cúi dạp xuống trước mặt con không? Các anh ganh ghét cậu, còn cha cậu lại ghi nhớ điều đó. Joseph bị các anh ném xuống hố. Một hôm, các anh Joseph đi chăn các bầy súc vật của cha tại Si-chem. Israel bảo Joseph, "Các anh con đang chăn bầy tại Si-chem phải không?" lại đây để cha sai con đi đến với các anh con joseph thưa dạ có con đây israel bảo con hãy đi xem các anh con ra sao các bầy súc vật thế nào rồi về báo cho cha biết từ thung lũng hebron ông sai joseph đi khi joseph đến si có một người gặp cậu đi lạc trong đồng ruộng và hỏi cậu đi tìm gì vậy cậu trả lời tôi đi tìm các anh tôi xin vui lòng chỉ giúp tôi họ chăn bầy ở đâu người ấy nói họ đã đi khỏi đây rồi vì tôi có nghe họ nói chúng ta hãy chuyển đến đô than vậy joseph tìm theo các anh và gặp họ tại đô than thoáng thấy joseph từ đằng xa và trước khi cậu đến gần thì các anh đã lập mưu giết cậu họ bàn với nhau thằng nằm mộng đến kìa nào chúng ta hãy giết nó đi, ném xuống một cái hố nước nào đó và nói rằng nó đã bị thú giữ xé xác, rồi xem các giấc mộng của nó sẽ đi đến đâu. Nhưng khi nghe vậy, Ruben liền tìm cách giải cứu em khỏi tay họ nên đã can: đừng giết nó, chúng ta chớ gây đổ máu, cứ ném nó xuống cái hố kia trong hoang mạc, nhưng đừng ra tay hại nó. Ruben nói vậy vì muốn giải cứu em khỏi tay họ để đưa về cho cha. Khi Joseph vừa đến chỗ các anh thì họ lột áo choàng là chiếc áo nhiều màu sắc cậu đang mặc trên người rồi bắt cậu ném xuống hố nhưng hố đó khô không có nước. Joseph bị bán làm nô lệ. Khi các anh của Joseph đang ngồi dùng bữa chợt ngước nhìn và thấy một đoàn lái buôn Ikmaen từ Gala đến. Lạc đà của họ chở đầy hương liệu, nhũ hương và mộc dược để đưa xuống Ai Cập. Judah nói với các anh em, giết em rồi giấu máu nó đi thì ích gì cho chúng ta chứ? Thôi, chúng ta bán nó cho dân Ikmaen và đừng động tay vào nó vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta. Các anh em đều đồng ý. Khi các lái buôn Madian đi ngang qua đó, các anh kéo Joseph lên khỏi hố rồi bán cậu cho họ với giá 20 miếng bạc. Họ đem Joseph xuống Ai Cập. Khi Ruben trở lại hố, thấy Joseph không còn ở dưới đó nữa thì xé áo mình, chạy đến chỗ các em và nói, đứa nhỏ đâu mất rồi, còn tôi, tôi biết đi đâu bây giờ. Các anh Joseph giết một con dê đực rồi lấy áo choàng của joseph nhúng áo vào trong máu họ gửi áo choàng dài tay đó về cho cha mình và nói chúng con đã tìm thấy cái áo này xin cha xem có phải đây là áo của con trai cha không jacob nhận ra cái áo và nói đây là áo của con trai ta một con thú dữ đã xé xác nó Joseph chắc chắn đã bị xé ra từng mảnh rồi ông xé quần áo lấy vải thô quấn ngang lưng và để tang cho con trong nhiều ngày. Tất cả các con trai, con gái đều đến an ủi ông, nhưng ông từ chối mọi lời an ủi. Ông nói, ta cứ để tang mà xuống âm phủ với con ta. Vậy, cha cậu cứ khóc thương cậu. Các lái buôn Madian đem Joseph xuống Ai Cập, bán cho Potiphar, quan chỉ huy vệ binh của Pharaon. Chương 38 Juda và Tama Bấy giờ Juda rời anh em xuống ở với một người Andulam tên là Hira. Tại đó, Juda gặp con gái của Sua, một người Canaan. Ông cưới và ăn ở với nàng. Nàng mang thai, sinh một con trai và đặt tên là er nàng lại mang thai sinh thêm một con trai và đặt tên là onan sau đó nàng lại sinh thêm một con trai nữa và đặt tên là sela khi vợ sinh đứa con thứ ba thì juda đang ở kesip juda cưới cho er con trưởng nam một người vợ tên là tama nhưng Ero gian ác dưới cái nhìn của Đức Jehovah nên Ngài khiến cậu phải chết. Juda bảo Onan, con hãy đến với vợ của anh con làm nhiệm vụ của người em chồng để có con nối dõi cho anh. Nhưng Onan biết rằng dòng dõi này sẽ chẳng thuộc về mình nên khi đến với chị dâu thì làm rơi rớt xuống đất để không lưu lại dòng dõi cho anh điều ôn an làm không đẹp lòng Đức Giê-hô-va nên ngài cũng khiến cậu phải chết. Juda nói với Tama, con dâu ông, con cứ về ở quá bên nhà cha con cho đến khi Sê-la, con trai cha khôn lớn, vì ông ngại rằng không khéo nó cũng chết như hai anh nó. Tama trở về sống trong nhà cha mình. Sau một thời gian dài con gái của Sua, vợ Juda qua đời. Khi đã bớt đau buồn, Juda cùng với bạn là Hira, người Adulam, đi lên Thimna, nơi những người thợ đang hớt lông cho chiên của ông. Người ta báo cho Tama, này, cha chồng của chị đang đi lên Thimna để hớt lông chiên. Tama cởi bỏ áo quá phụ, lấy mạng che mặt, phủ kín người, rồi đến ngồi bên lối vào thành Enaim, trên đường đi về thim na. Nàng làm vậy vì thấy Sela đã khôn lớn rồi mà người ta vẫn chưa cho nàng được làm vợ chàng. Juda thấy nàng tưởng là gái bán dâm vì nàng che mặt. Ông rẽ qua phía nàng bên lề đường và nói: "Cho tôi đến với cô." Vì ông không biết nàng là con dâu của mình. Nàng hỏi: "Ông sẽ cho tôi thứ gì khi đến với tôi?" Juda đáp: Tôi sẽ gửi cho cô một con dê con từ trong bầy của tôi. Nàng lại hỏi, ông có thể cho tôi một món gì đó để làm tin cho đến khi ông gửi con dê đến không? Ông hỏi, tôi sẽ cho cô thứ gì để làm tin đây? Nàng đáp, con giấu với sợi dây và cây gậy mà ông đang cầm trên tay. Ông trao cho nàng những thứ đó rồi đến với nàng. Thế là nàng có thai với ông. Rồi nàng đứng dậy và đi, cởi bỏ khăn chùm mặc lại quần áo quá phụ. Juda nhờ bạn người Adulam mang dê con đến để chuộc lại các thứ làm tin từ tay người đàn bà, nhưng không tìm thấy nàng đâu cả. Bạn ông hỏi dân địa phương, cô gái bán dâm thường ngồi bên lề đường gần cửa thành Enaim đâu rồi? Họ trả lời, ở đây không hề có gái mại dâm. Người bạn trở về nói với Judah, tôi không tìm thấy cô ta, dân địa phương còn bảo là ở đó không hề có một gái bán dâm nào cả juda nói thôi cứ để cô ta giữ các thứ ấy miễn sao chúng ta không bị chê cười tôi đã gửi dê con đến còn anh thì không tìm thấy cô ta khoảng ba tháng sau người ta báo cho juda rằng tama con dâu ông đã làm gái bán dâm lại còn hoang thai nữa juda nói hãy đem nó ra mà thiêu sống đi. Đang khi bị đem đi, ta ma nhờ người nhắn với cha chồng rằng, con mang thai là do chính chủ nhân của các vật này, xin cha xem lại con dấu với sợi dây và cây gậy này là của ai. Juda nhận ra ngay các thứ đó và nói, ta ma đúng hơn ta vì ta đã không giao Sila con trai ta cho nàng. Từ đó, ông không ăn ở với nàng nữa. Đến ngày sinh, người ta mới biết trong bụng nàng có thay đôi trong lúc nàng đang sinh một trong hai đứa trẻ đưa tay ra trước bà mụ nắm tay nó buộc một sợi chỉ đỏ và nói đứa nầy ra trước nhưng nó lại rút tay vào và kìa anh nó lại ra bà mụ nói mày đã xé rào vì thế nó được đặt tên là ferret sau đó đứa em là đứa trên tay có sợi chỉ đỏ mới ra đời và được đặt tên là Sê-rách Châm ngôn chương 10. Các châm ngôn của Salomon. Tập thứ nhất, siêu tập các châm ngôn của Salomon. Đây là các châm ngôn của Salomon. Con khôn ngoan làm cho cha vui vẻ, nhưng con ngu dại khiến mẹ buồn phiền. Của phi nghĩa chẳng lợi ích gì, nhưng đức công chính cứu người khỏi chết. Đức Giê-hô-va không để linh hồn người công chính phải đói khát, nhưng Ngài loại bỏ tham vọng của kẻ gian tà. Bàn tay lười biếng khiến cho nghèo khó, còn bàn tay siêng năng hẳn sẽ làm giàu. Người thu chữ trong mùa hè là con khôn ngoan, nhưng kẻ ngủ vùi trong mùa gặt là con sỉ nhục đầu người công chính được ban phước lành, nhưng miệng kẻ gian ác chất chứa điều tàn bạo. Kỷ niệm của người công chính được khen ngợi, còn tên tuổi kẻ gian ác sẽ mục nát. Tấm lòng khôn ngoan đón nhận điều gian, nhưng môi miệng ngu dại sẽ bị diệt vong. Người sống ngay thẳng sẽ được an toàn, còn kẻ theo đường lối quanh co sẽ bị vạch trần. Kẻ nheo mắt hiểm độc gây ra đau khổ và môi miệng ngu dại sẽ bị diệt vong miệng của người công chính là nguồn sự sống nhưng miệng kẻ gian ác chất chứa bạo tàn sự thù ghét sinh ra tranh cãi lòng yêu thương khỏa lấp mọi tội tình sự khôn ngoan tìm thấy trên môi người hiểu biết nhưng roi vọt dành cho lưng kẻ ngu si người khôn ngoan tích lũy tri thức miệng kẻ ngu dại đem hủy diệt đến gần tài sản là thành trì kiên cố của người giàu có sự suy sụp là thảm cảnh của kẻ nghèo nàn công lao của người công chính hướng về sự sống còn hoa lợi kẻ gian nát hướng về tội lỗi người tuân giữ lời khuyên dạy đi trong đường sự sống kẻ từ chối sự của trách hẳn phải lạc lầm kẻ giấu sự thù ghét có môi giả dối ai buông lời vu khống là kẻ ngu si hễ lắm lời vi phạm nào có thiếu nhưng ai cầm giữ môi miệng là người khôn ngoan lưỡi người công chính như bạc quý lòng kẻ ác gian chẳng đáng giá gì môi người công chính nuôi sống nhiều người còn kẻ ngu dại chết vì thiếu hiểu biết phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, ngày chẳng thêm vào đó đau khổ nhọc nhằn. Kẻ ngu dại xem việc gây tội ác như trò vui, nhưng người thông sáng yêu thích sự khôn ngoan. Điều kẻ gian ác khiếp sợ sẽ xảy ra cho nó, nhưng điều người công chính ước ao sẽ được ban cho. Khi dông bão thổi qua, kẻ ác không còn nữa, nhưng nền móng người công chính Mãi mãi vững bền, như giấm làm ghê răng, khói làm cay mắt, kẻ lười biếng đối với người sai nó là như thế. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia tăng ngày tháng, còn tuổi đời kẻ ác sẽ bị rút ngắn đi. Hy vọng của người công chính dẫn đến niềm vui, còn sự trông đợi của kẻ ác sẽ tan biến đi. Đường lối Đức Giê-hô-va là đồn lũy cho người ngay thẳng nhưng là chỗ diệt vong cho kẻ làm ác người công chính chẳng bao giờ bị lay chuyển nhưng kẻ gian ác không được ở trên đất miệng người công chính sinh ra sự khôn ngoan còn lưỡi của kẻ gian tà sẽ bị cắt mất môi người công chính nói điều tốt đẹp miệng kẻ hung ác chỉ nói chuyện gian tà